Thưa quý vị, nhằm chuẩn bị nội dung cho kỳ họp cuối năm 2022, Hội đồng Nhân dân thành phố khóa 10, nhiệm kỳ 2021-2026, trong ngày hôm nay 21 tháng 11, các đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục có chương trình tiếp xúc cử tri tại các địa phương trên địa bàn thành phố. Chiều nay, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết cùng tổ đại biểu Hội đồng Nhân dân thành phố đơn vị quận Cẩm Lệ gồm các ông Đinh Vui, Trần Tuấn Lợi và bà Nguyễn Thị Anh Thảo có buổi tiếp xúc cử tri phường Khuê Trung. Tại buổi tiếp xúc, đa số cử tri phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ đánh giá cao vai trò giám sát của đại biểu Hội đồng Nhân dân đối với các vấn đề kinh tế xã hội được người dân quan tâm. Bên cạnh đó, cử tri cũng kiến nghị Hội đồng Nhân dân thành phố tiếp tục quan tâm đến một số vấn đề trên địa bàn phường như công tác quy hoạch, quản lý trật tự đô thị, khắc phục ngập úng, ô nhiễm môi trường, thiếu nhà sinh hoạt cộng đồng, một số tuyến đường xuống cấp, ô nhiễm tiếng ồn trong khu dân cư. Nhà sinh hoạt cộng đồng không có nên trên 350 hộ dân cũng gặp rất nhiều khó khăn. Đêm hôm nay tiếp xúc cử tri, tôi có một đề nghị là Hội đồng Nhân dân là nghiên cứu xem xét là giải quyết cho khu dân cư chúng tôi có một cái nhà sinh hoạt cộng đồng. Đề nghị là thành phố quan tâm xem xét kịp thời đưa vào dự án đợt 1 sớm nhất của năm 23 là mở rộng và nâng cấp tuyến đường Bình Hòa Nam. Kính đề nghị cho bắt cống các tuyến đường Trần Thủ Độ, Trần Hồi Đức, Xuân Thủy trong mùa mưa lũ vừa qua giữa tháng 10 năm 22 mưa ngập cục bộ vô nhà dân trên 4 tuyến đường nổi đây có nơi lên đến 1 mét. Mặc dù trong năm 2022 đã có quy hoạch nạo vét của Ủy ban Nhân dân quận và phường nhưng hiện nay có hiệu quả cũng chưa cao. Trong cái thời gian qua, bà con nhân dân ở khu vực của chúng tôi là phía nam của sân bay Đà Nẵng rất quan tâm và lo lắng về vấn đề mà thông tin là cái mở rộng cái sân bay Đà Nẵng. Như vậy thì nhân đây thì chúng tôi cũng muốn đoàn đại biểu của đại hội đồng nhân thành phố trả lời chúng tôi là cái dự án đó có thực hiện được hay không. Thứ hai nữa là cái thời gian thực hiện đó là bao giờ. Cử tri cũng bày tỏ lo ngại trước tình hình tội phạm đang có xu hướng tăng nhanh trong thời gian gần đây, đặc biệt là tội phạm công nghệ cao, đề nghị các cấp có các biện pháp đảm bảo an ninh trật tự, phòng cháy chữa cháy, nhất là khi Tết Nguyên đán đang đến gần. Một số cử tri cũng quan tâm đến vấn đề thiếu trang thiết bị y tế, tình trạng cán bộ công chức viên chức nghỉ việc, công tác phòng chống tham nhũng. Cử tri cũng bày tỏ mong muốn các cấp chính quyền tiếp tục đảm bảo an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dịp Tết Quý Mão. Qua lắng nghe các vấn đề cử tri quan tâm, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Đà Nẵng Lương Nguyễn Minh Triết đã đề nghị các sở ngành liên quan, lãnh đạo quận giải đáp những thắc mắc, kiến nghị của cử tri, đồng thời trực tiếp trả lời một số nội dung cử tri quan tâm. Thực tế thì thành phố cũng yêu cầu Ủy ban Nhân dân các quận huyện xây dựng cái đề án phát triển nhà sinh hoạt cộng đồng của từng địa phương của mình. Hiện nay thì qua theo dõi thì cũng chỉ mới 3 trên 7 quận huyện là mới cơ bản hoàn thành cái đề án này. Vì thực tế mà nói thì nơi nào cũng có nhu cầu. Nhưng mà trong cái điều kiện ngân sách như thế này thì cái nào làm trước, cái nào làm sau. Và đặc biệt là phải đánh giá cho được cái hiệu quả sử dụng của nhà sinh hoạt cộng đồng. Quy hoạch phát triển thành phố đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 thì thành phố tập trung vào 5 cái mũi nhọn phát triển. Để các vị cử tri biết và có định hướng nghề nghiệp cho con cháu mình nó học theo ngành nghề gì thì cũng phải tính toán. Những vấn đề khác về an ninh trật tự trong khu dân cư, phòng chống cháy nổ, tội phạm công nghệ cao thì chúng tôi tiếp thu ý kiến cử tri để mà chỉ đạo ngành công an là tổ chức chỉ đạo triển khai giải quyết cái tội phạm công nghệ cao này nó tốt hơn. Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố Lương Nguyễn Minh Triết cũng nhấn mạnh với mô hình chính quyền đô thị, Hội đồng Nhân dân thành phố luôn nỗ lực đổi mới hình thức, đa dạng các kênh tiếp nhận, xử lý những ý kiến, kiến nghị của cử tri, mong muốn cử tri tiếp tục đồng hành cùng thành phố trong phát triển kinh tế xã hội.